Nghị lực sinh con vất vả của dàn sao Phoebus, em bé Thu Quỳnh sinh mổ bị ngạt, Vũ Ngọc Ánh trải qua cơn đau rất dài. Bác sĩ y tá chạy con nghe lúc đấy chỉ văng vẳng ở trong tai là oxy mẹ, oxy con. Thu Quỳnh là một trong những gương mặt diễn viên rất quen thuộc qua các bộ phim truyền hình được phát sóng trên khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam. Nổi tiếng và thành công là thế, ít ai biết cô cũng có những góc khuất, những câu chuyện của riêng mình. Trong một chương trình talk show, nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng cùng con trai là bé Điện Biên, tên ở nhà là Bé, 5 tuổi, xuất hiện trên sóng truyền hình. Khi được hỏi về quá trình sinh nở và nuôi con, cô đã không giấu nổi sự xúc động. Cô chia sẻ, vì quá trình sinh mổ không thuận lợi, khiến em bé bị ngạt và phải chuyển viện cấp cứu, mẹ một nơi, con một nơi. Những ngày xa con là những ngày dài nhất cuộc đời của nữ diễn viên trẻ. Cô vẫn hàng ngày chăm chỉ hút từng giọt sữa cho con, hút đến nỗi ngực sưng tấy tuôn ra máu. Cô vẫn không bỏ cuộc, suốt mấy tháng ròng rã chăm con tại bệnh viện, cô phải gồng mình lên, mạnh mẽ để chăm sóc bé Ba mà không có một ngày ở cữ nào. Cô tâm sự những ngày sinh nở, vì chồng cô phải đi công tác, bận bịu với công việc nên chỉ có cô và bà ngoại động viên nhau. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ mình, bà ngoại Ba vì những hy sinh bà dành cho con cháu. Thu Quỳnh khiến cả trường quay cũng bồi hồi xúc động với câu chuyện của mình. Hải Băng từng khiến gia đình và người hâm mộ lo lắng khi quyết định giữ lại em bé thứ ba sau khi trải qua hai lần sinh mổ liền kề. Mặc dù trước đó cô đã nhận được lời khuyên của bác sĩ rằng nên bỏ vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của cả mẹ và con. Tuy nhiên cô nghĩ rằng con cái là lộc trời cho, là duyên nợ của bố mẹ nên vẫn quyết định giữ lại đứa bé. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng và có chồng luôn đồng hành túc trực bên cạnh lúc sinh nở, nhưng quá trình vượt cạn của hai Băng cũng không hề dễ dàng. Vì tính chất ca mổ rất phức tạp và nhiều khả năng có thể xảy ra, thời gian thực hiện cũng kéo dài lâu hơn dự kiến, nên cô căng thẳng và lo lắng hơn rất nhiều. Bà xã Thành Đạt kể lại, lúc Băng nằm ở phòng hồi sức đau lắm, mà cứ hỏi xin các bác bây giờ cố để về phòng được không? Vì nghe nói về phòng là sẽ được gặp con. Bác sĩ nói là ráng nằm 2 tiếng cho ổn định, mà Băng đau quá chịu không nổi. Các bác bảo phải hết đau mới về được phòng. Vũ Ngọc Ánh. Trong một chương trình truyền hình, anh Tài đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và hành trình đón con gái đầu lòng đầy gian nan giữa mình và diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Anh tâm sự về quãng thời gian mang thai, vợ anh trở thành một người cực kỳ khó tính và khó chiều, khi bản thân anh cũng vất vả về chiều vợ. Vì quá trình sinh nở của Vũ Ngọc Ánh diễn ra tại Mỹ, nên ngay từ đầu cặp đôi đã không quen với cách làm việc của bệnh viện nơi xứ sở cờ hoa. Khi họ phải cứ đi đi về về, mãi đến lúc gần sinh thì bệnh viện mới can thiệp. Được biết vợ anh đã trải qua cơn đau rất dài mà vẫn chưa thể sinh, cho đến lúc quyết định mổ lấy thai vì cô khó sinh thường. Được đồng hành cùng vợ trong quá trình vượt cạn, anh Tài chia sẻ, tôi toát mồ hôi thật sự, xem khóc vì thấy thương vợ quá. Lần đầu tiên gặp con, tôi khóc trong bệnh viện vì sau bao nhiêu tháng ngày cũng được nhìn thấy nó. Xúc động lắm, thấy thương vợ, thương con và không còn nghĩ được đến chuyện gì khác. Cửa sinh là cửa tử, bất cứ người phụ nữ nào trải qua thiên chức làm mẹ đều có những câu chuyện, những tâm sự chẳng hề dễ dàng. Dù là người nổi tiếng hay chỉ là những bà mẹ bình thường cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, có lẽ với họ điều hạnh phúc nhất vẫn là hàng ngày nhìn con lớn khôn, trưởng thành, thì những hy sinh vất vả họ phải trải qua bao nhiêu cũng cảm thấy xứng đáng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.